Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả em ơi. Và Duy Khả xin kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ em ơi. Và tối ngày hôm nay thì chỉ còn khoảng tầm 30 phút hơn nữa thôi thì sẽ chính thức khép lại cái mùa đua top của cá nhân cũng như là ban hội. Cho anh em cùng xem sơ qua cái top như thế nào nha em ơi. Và Khải sẽ làm video này sẽ up ngược lại trên kênh cho anh em xem nha. Và anh em xem video đừng quên ủng hộ Khải một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Hiện tại anh em cùng xem sơ qua thì top ban hội thì băng top 1 đó là Thiên Đớ, băng top 2 đó là Băng Đại và băng top 3 là Tiêu Dao, và hiện tại băng top 4 là Ba Miên, top 5 là AC và top 6 là Cướp, và top 7 là Ngáo nè, và top 8 là IS và top 9 là Tiếu Ngạo và top 10 là BCE. Thì hiện tại ở mùa này thì chỉ có từ top 1 đến top 7 được thưởng nha anh em. Nên là những ba mà từ top 8 đến 90 thì không có quần quà gì nha anh em. Và cũng như là cá nhân cũng vậy nè em ơi. Đó anh em cùng xem sơ qua cá nhân. Đó nè. Cá nhân thì hiện tại trước mắt thì chúng ta thấy rằng là anh Lê Angelina Jolie được 201k và Jolie 2 được 200 và Jolie 3 được 170 và Jolie 1 được 169. Khả thì mới nạp một ạc 137 và tí nữa Khả sẽ tiếp tục tính toán và nạp thêm những ạc tiếp theo. Được thì nạp cũng được, mình đập vào một top nữa nè. Đó. Rồi, và còn top 8, top 9, top 10 coi như bỏ nha nè. Rồi anh em cùng chờ đợi một chút thử nha anh em ơi. Ok anh em, bây giờ thì chúng ta cùng sau khoảng 15 phút thì bây giờ chúng ta cùng trở lại với cái bảng xếp hạng thử nha anh em ơi. Đây, xem bảng xếp hạng được tốt tại tức này nha. Thì hiện tại vẫn chưa gì thay đổi và khá vừa rồi Khải đập thêm 30k vào top 6 nha nè. Rồi, và trong thời gian rảnh rỗi thì anh em cùng xem qua cái top nè anh em, xem qua cái top lại một lần nữa nha. Xem qua cái top lại một lần nữa nha anh em. Đây. Rồi anh em, đây. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một vòng sáng hạn sử dụng 30 ngày. Nếu mà top 1 thì sẽ được như là 50 cái lệnh bài boss này và kèm với những cái món phận bên dưới, đó là ấn thạch, mắt đọc, tùy chọn thuộc tính. Và món thứ hai đó là ngập bội cực phẩm, tùy chọn thuộc tính. Và món thứ ba là một bộ định quốc random thuộc tính full bộ và không mắt ọp nha nè, hên xui nha, mở hên xui nha. Hồi thứ tư đó là một bảo rương động sát cực phẩm ngẫu nhiên. Hồi thứ năm đó là một bảo rương cực phẩm tự chọn đó, định quốc là trừ áo với nón nha nè. Tại vì thời gian cái món này nó còn bảo hành cũng như là gọi là thời gian nó kiểu bảo hành kiểu là không cho ra món thứ hai nha nè. Nên là ở mùa trước thì có được cái nón với áo rồi, cực phẩm rồi, mùa này thì không có nữa. Bảo hộ gọi là bảo hộ không cho ra nữa. Đó, trong thời gian bảo hộ. Rồi, thứ sáu là bảo rương cực phẩm nhu tình tự chọn, có thể chọn áo cũng như là ngập bội nhu tình. Và thứ bảy là chứng mã phi dân. Đó nè. Đó là top 3 ban hội cũng như cá nhân như vậy thôi. Top 2 thì được 30 lần bài boss và phần còn lại. Top 3 thì 20 lần bài boss phần còn lại. Top 10 thì 10. Và win top 4 thì 10 lần bài xanh. Boss xanh thì mấy trăm xu một cái nè. Rồi hạng 5 thì không có, hạng 6 không có, hạng 7 không có. Nói chung là chỉ nhận những phần thưởng còn lại thôi nè. Đó. Rồi, bây giờ chúng ta cùng trở lại tiếp tục với chuẩn bị phần nạp. Và đây là top 3 nha anh em. Top 3 thì hiện tại Thiên Đớ với Đại đang tranh giành nhau từng cái nạp anh em à. Chỉ cho nhau khoảng tầm hơn 100 vật phẩm mà thôi. Thực sự Thiên Đớ với Đại đang tranh nhau khá là cao. Đang tranh nhau chỉ 1-2 cái thôi. Đây là phần top 3. Tại được Khải vẫn đang chú trọng vào hướng cá nhân hơn. Thêm ai lên nữa không ta? Lên nữa đập mấy phát cho luôn nè. Tôi muốn hỏi với Thiên Đớ với Ba Miền đang tranh nhau từng cm. Ơi, Thiên Đớ với Đại chứ, sorry Nam, Thiên Đớ với Đại đang tranh nhau từng cm. Chắc hẳn là phải có một sự gì đó để có thể là sợi dây gắn kết anh từ thời điểm đó cho đến bây giờ, mà không phải là cái loại nào cũng khác, không phải là móc chuyển nào khác luôn.
Còn mười mấy phút thôi anh em ơi. Rồi, chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị cá biến đọc thôi. Đây cho anh em sơ qua thì Khải chuẩn bị khá là nhiều, chứ không biết đâu nè. Để mà nói cái phần lần đưa top này Khải chuẩn bị khá là nhiều nè. Để mà ít ít là toàn luôn nè. Đây. Đó. Trên tinh thần chuẩn bị thôi. Ok anh em, sau một hồi nạp thì bây giờ anh em cùng xem sơ qua thử nha Nam. Đây. Xem top hiện tại chúng ta còn tầm 8 phút nữa thôi. Top Văn Hội, Thiên Đớ, Đại vẫn đang tranh giành nhau chỉ sắc sơ khoảng tầm 100 đến 200 vật phẩm thôi. Và Tiêu Dao thì chất cứu top 3 rồi, và Thiên Ba Miền chất cứu top 4 và SE chất cứu top 5. Còn cướp hơn 10k cũng có thể chất cứu top 6, còn Khải thì hơn 4k thì cái này chưa hên xui nè. Hơn 4k với 3 nghìn mà thôi. Thì hiện tại anh em cũng đang tranh thủ cố gắng nạp được như nào. Rồi, giờ chúng ta cùng chỗ qua cá nhân. Cá nhân thì Khải đã nạp 3 ạ. 137, 90 và 60. Rồi, chờ đợi thêm vài phút nữa Khải tính tiếp anh em ơi. Mùa này thì đầu tư cũng khá nhiều nữa, kiếm ít đồ mà không biết như thế nào đây. Anh em đang xem thì đừng quên ủng hộ cho Khải, một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Và ở trong bang mình thì có một anh đây nè, anh Gun Lee, anh đang top 1 250k, và John Lee 02 200k, và top 3 John Lee 202, và top 4 đó là 174. Đó mà nói cho mình nạp hơn thì mình lấy top 4 thì cũng vậy, mà top 5 top 6 cũng như nhau thôi. Mình đỡ mình chia có mấy cái phần thưởng bên dưới nè. Giờ mà mấy cái dưới này mình không để ý là nó có thể hơn mình là nó mất, mình mất top dưới phí nè. Bây giờ hơn anh cũng được thôi, thêm 30k 40k nó đập là hơn luôn, nhưng mà phí quá nè, còn lực nè mà phí quá, phí phạm quá đó, phí phạm quá. Rồi để mình tính thôi nè, miễn sao nó hài hòa cái túi tiền được, tại vì bỏ ra số lượng khá nhiều nên là làm sao cho nó hợp lý túi tiền được nè mày. Đỡ mà nói mùa này thì đồ thì cũng gọi là tương đối tầm ổn, và cũng cần vài món thì tính toán sao cho hợp lý được nè. Sàn hết rồi thì tính làm đó là mới gạt nọt thôi. Nhiều quá nó chập chỗ, nhìn full màn hình nó khó chịu. Năm phút nữa nha anh Tùng ơi. Anh Tùng ơi. Ok. Rồi chuẩn bị nha, tầm phút 55 á thì anh nhỏ cho em mỗi ạc 55 để em coi, từ đem dục cho xong đi. Anh vừa mới bắt đầu vào rồi đấy. Nhỏ thêm một chủ yếu cái top, cả hai cái top của anh nha, chứ còn hai top kia từ từ. Anh lộn ạ. Gần này. Thử lại còn 4 phút. Hôm nay xem thứ nào có ai nhảy lên không nè. Vẫn chưa ai nhảy lên thì thực sự là không có gì đáng lo. Anh đọc thêm top 1 thêm 30k nữa anh Tùng ơi. Top 1, top 2, mọi thứ 30k anh ơi. 60k rồi, 30. 60k rồi. Lấy cái top 5 trước cái kẹo cái này. Còn 3 phút nha anh, 3 phút nha. Đây, bắt đầu.
anh nộp cái top 1 đấy. Đúng rồi, thứ nào nộp top 1, top 2 đây. Chủ yếu nộp top 1, top 2 đây. Còn 2 phút 30 giây. Giờ phút này có cho nó không nộp kịp. Đúng rồi, chúng này cho nó không nộp kịp nữa này. To này, không nộp kịp nữa đâu. Nó mình niềm tin. Lấy thêm ít nữa. Tầm này mà những thằng căn top 1, top 2 á, nó nộp không sao nó nộp kịp anh ơi. Còn 2 phút cho. Đó. Đơn giản thôi anh. Rồi, chốt số đó. Đậm phát một nữa, anh đậm phát một nữa xong. Còn 1 phút 45 giây. Anh tranh thủ nộp đi anh ơi. Không rồi, nộp hơn 300, lên hơn 300 rồi đấy. Ok ok. Năm mươi tám, 1 phút 30 giây. Với 1 phút 30 giây này thực sự là đỡ mà có một người cạnh tranh thì không có nổi đâu nè. Cạnh tranh gì nói nữa, không có đường nào mà cạnh tranh nói luôn. Rồi 50 giây cuối cho anh em xem sơ qua. Rồi chiếc này chiếc kèo anh em ơi, không ai lên nổi đâu. Rồi ok ha. Mới anh Tùng ơi, bên này còn đậu xanh em dư còn một còn 40 giây mà nạp không cho. Đậu xanh hay nha, bên này còn 15k anh ơi, vãi chưa. Ừ, hiện tại giờ thời gian con chạy nè. Ừ, còn 45 giây nha, đỡ nha, lần sau nếu có nạp là hiện tại em vừa rồi tính là còn 45 giây mới đầu em nạp, mà nó bảo là họ không được nạp nữa rồi, vãi chưa. Rồi hiểu. Bây giờ này anh em thấy giây màn hình không, còn đến 10 giây nữa mới đúng 23:59. Nhưng mà vẫn chưa nạp được cái chỗ này, hơn là em nạp hết rồi nha. Phải chưa? Ok anh ơi, chống lại, đẹp. Easy game. Ok. Đây anh, cho màn hình like em còn 15k nữa. Thôi ok, chắc được rồi. Cho anh biết có thất thốt nha, tại vì em nạp không kịp. Nạp nó không cho nạp, nhưng mà nó không kịp. Không cho nạp. Video em có làm lại mà, không cho nạp. Đâu, rồi ok, lấy bài tốt rồi. Tính vậy thôi. Ờ... 300k chiếc kèo không? Đó anh Tùng. Quá chiếc kèo. Quá đẹp rồi. 300k, 235, đó. 210, 200, 148 và 110. Còn 15k bên này không nạp được. Ok. Không sao đâu em ạ. Ok anh ơi. Bị lợi 45 phút, 45 giây bán linh. Còn 15k. 16k chứ. Nó tính sao giờ, nếu mà lần sau giải cẩn thận nha, vấn đề này anh nhớ nhắc em ha. Đầu ra. Tại vì sao anh Tùng, mình bắn theo kiểu là giờ của giờ hoạt động á, hôm nay đâu bảo trì đâu mà hôm nay nó lại bị lỗi dây của vấn đề nộp này. Cái này mình phải nghiên cứu lại, lâu là toàn fan này em bảo nộp sớm đúng dự kiến á. Ok. Chúc mừng thôi. Ok anh ơi. Ok anh em ơi, và nói chung thì cũng tính toán ok nè mà, tại vì là Khải cũng dự định nếu có ai nào mà tranh giành tốt thì Khải không biết đường Khải tính đâu. Hiện tại không ai tranh giành tốt thì Khải cũng đã đẩy cái ạc của Khải lên top 4. Đó. Còn một ạc còn lon thì top 6. Top 6 và một ạc cuối thì khoảng 110k thì Khải lấy phi dân. Đó. Dân 110k thì giai đoạn này nó nằm ở khoảng tầm 100 nếu mà tính giá rẻ thì khoảng 190 kim. 190 kim thì khoảng tầm 11 triệu. Còn cái này thì cũng tầm giá đó nè. Này thì khoảng tầm hạng xấu này khoảng tầm hơn 17 triệu.
với 148 150 đi, với giá mà mua 2 xu thì 300 kim thì nó dao động khoảng 20 triệu đó. Rồi còn cái này 200k nhân cho giá 2 thì 400 kim thì dao động khoảng tầm hơn 20 triệu hơn 20 triệu 2, 2 triệu 3 gì đó. Rồi Khải 201 đó, rồi ok. Rồi thì anh em cùng xem qua thì bên băng áo Khải lượm 7 top cá nhân như nè. Lượm 7 top cá nhân như nè. Đó. Tùng top 1 này, Tùng top 2, Tùng top 3, Khải top 4 và Tùng top 5 và Khải top 6 và Khải top 7. Đó, 7 ạ. Của anh em trong băng Khải hết nha. Rồi, anh em cùng xem sơ qua cái top băng hội. Thì top băng hội thì không gì thay đổi. Thiên đớ win với đại hơn 200 gần 100 mấy chục vật phẩm thôi anh em à. Một cái tỷ lệ khá thấp dành cho hai băng hội, họ quá hay. Rồi. Đại top 2 thua 100 mấy chục cá thôi. Tiêu gia thì chất cứu top 3, Ba Miền chất cứu top 4 và ACE chất cứu top 5 và Cướp chất cứu top 6 và Ngáo top 7 nha nè. Ý top 8 và Tiếu Ngạo top 9 và ACE top 10. Rồi. Ở video này nói chung thì cũng khá là thành công. Nó thiệt là quá là hồi hộp anh em mà, tại vì là thiệt sự mà mua đu top này nọ hơn 50-70 triệu á mà cảm giác mình không nhận được món quà nào thì thiệt sự là đó là một cái rất là tiếc nè. Nên là ở lần này thì Khả đầu tư thì cũng có thu lại nên là cũng ok nha anh em. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi video và đừng quên kích ngay một nút like chia sẻ ủng hộ video Khải nha anh em ơi. Và mùa sau nếu có đùa top thì Khải sẽ tiếp tục làm lại những video này cho anh em xem. Đó, thì nói chung lúc này Khải thì tính giây, tính giờ nhưng mà hiện tại nó không được hợp lý cho lắm. Nên là bị dư khoảng mười mấy ca thôi nè. Nói chung là không nhiều nhưng mà tính toán thì vẫn là tính toán thôi. Còn lại giờ order thì vẫn là giờ order thôi, chứ không biết nào nữa anh em ơi. Rồi. Anh em xem video đừng quên cho một like chia sẻ ủng hộ cho nha anh em. Kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Bye bye. Ok, bây giờ Khải chuyển lại con này. Bye bye off anh em ơi. Đó, anh em xem sơ lại lần nữa. Tính ra thì Khải bỏ hết khoảng mấy trăm k vật phẩm này. 210 nè. Cộng với 149 đi. Rồi cộng với 108 đi. Rồi cộng với 15 16k ngồi. Là 483k một phẩm anh em ơi, 483k. Rồi. Là tương đương là thiệt sự là hơn 60 triệu đó nè. Nhân 2 966 kim, 966 kim chia cho 1 50. Hết 64 triệu anh em ơi, hết 64 triệu hơn, gần 65 triệu. Bên phần của Khải gần hết 65 triệu. Rồi. Cảm ơn em rất nhiều nha. Kính chúc anh em vui vẻ và bye bye. Hẹn em ở những video sau tiếp theo.